bị rắn cắn trong lớp học, nữ sinh tử vong sau khoảng 30 phút. Một nữ sinh ở Zimbabwe đã bị rắn cắn khi đang ngồi trong lớp học ở trường trung học và tử vong khoảng 30 phút sau đó. Một báo cáo cho biết, Melody Chiputura, một học sinh trung học 17 tuổi ở Rusinga, đã chết hôm 12 tháng 1 vừa qua sau khi con rắn lao vào đùi và cắn cô trong lớp học. The Herald Zimbabwe đưa tin, một số bạn cùng lớp của cô đã ngay lập tức giết con rắn, một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới. Theo Zimlit.com, Melody được đưa đến bệnh viện nhưng đã chết trên đường đi, theo tờ New York Post. Hiệu trưởng Christopher Murenga cho biết, ngay lập tức cô ấy hét lên, nói rằng có con gì đó đã cắn mình. Chúng tôi đã rất sốc, không hiểu con rắn này ở đâu ra. Dãy lớp học cách xa nơi rậm rạp. Vị hiệu trưởng nói thêm, cha mẹ cô đến phòng khám Rusinga và nhận được tin dữ. Chúng tôi nhận được một cuộc gọi 10 phút sau khi con bé bị cắn. Khi chúng tôi đến phòng khám thì đã quá muộn, người cha Joseph Chiputura đau buồn nói với The Herald Zimbabwe. Điều này thật khó chấp nhận và đau đớn. Không hiểu làm sao một con rắn có thể vào lớp học và cắn con gái tôi, ông Chiputura nói. Ông cho biết một số bạn cùng lớp đã hoảng sợ và nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong khi những người khác chụp lấy cô gái bị nạn và kêu cứu, theo New York Post. Hiệu trưởng cho biết Melody đã được đưa đến phòng khám Rusinga trong vòng 5 phút. Ông nói với tờ báo, cha mẹ cô gái đã đến trong vòng 20 phút cùng với một người mang theo loại thảo mộc truyền thống. Cùng lúc đó, chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện Chimanda và bác sĩ bảo hãy đưa cả Melody và con rắn đến. Nhưng cô ấy đã chết trên đường đi. Cô đã được chôn cất hôm 14 tháng 1, theo New York Post. Hiệu trưởng Murenga cho biết Melody là một cô gái ngoan ngoãn và biết cư xử. Themba Manwiriro, phó giám đốc sở giáo dục tỉnh, cho biết các quan chức xác định rằng con rắn đã băng qua đường cao tốc sau khi bị ai đó tấn công và trườn vào khuôn viên trường học. Ông nói với tờ The Herald Zimbabwe, từ sự cố này, tôi biết chúng tôi cần cải thiện công tác quản lý rủi ro, vốn không được quan tâm đúng mức ở trường học. Rắn mamba đen là một loài rắn độc ở châu Phi, có thể dài tới gần 3 mét, có đủ nọc độc để giết chết 6 người trưởng thành. Hầu hết trong vòng 20 phút sau khi bị cắn, theo New York Post. Theo báo cáo, những con rắn này mang tên đen là do khi cảm thấy bị đe dọa. Bên trong miệng chúng sẽ biến thành màu đen ngòm.